Bước số 2 là chúng ta sẽ thiết kế một cái class sinh viên, đúng không nhỉ? Như vậy bạn sẽ làm như thế này. Các bạn mở cái phần này ra, file new Java class, bạn ghi là gì? Student, đúng không? Như vậy trên form có cái gì thì trong student ta định nghĩa cái đó. Trên form chúng ta có là họ tên, điểm, ngành học và gì? Học lực, đúng không? Như vậy ta sẽ có ta sẽ có này, public này, đúng không? String này, name, đúng không? Public, đúng không? Double mark, các bạn tắt tiếng Việt đi. Public điểm này, ngành học, đúng không nhá? Ngành học là gì? Major, đúng không? String. Rồi ok. Như vậy ta có tên này, ta có điểm này, ta có ngành học này, đúng chứ nhỉ? Thế là đủ đúng không? Còn cái điểm bao nhiêu thì sẽ ra xếp được xếp loại, đúng nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ tạo một cái đây, bạn chọn cho thầy cái insert code này, constructor loại không có tham số, insert code constructor loại có đủ tham số và getter setter, đúng không? Nếu muốn à, không cần rồi, ok, bao đấy nhiều thôi. Như vậy ta có tên và có và phương thức khởi tạo rồi, đúng không? Bây giờ ta định nghĩa một cái gọi là, ở đây ta thấy này, các bạn chú ý ở đây ta đang thấy là có học lực thì ok, tính qua gì, tính qua điểm rồi. Bây giờ ta sẽ có mà get thì get điểm, đúng không nhỉ? Như vậy ta định nghĩa một cái phương thức là public này, đúng không? Nó gọi là get điểm, đúng không? String get gì? Get điểm, không phải get điểm mà là get học lực, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ tính là nếu như cái mark này mà nhỏ hơn mấy, nhỏ 5, thì ta ghi là gì? Return gì các bạn? Yếu, đúng không? Else nhỏ hơn 6.5 là gì? Trung bình, đúng không? Rồi, nhỏ hơn 8 là khá. Rồi, nhỏ hơn 9 là giỏi. Ví dụ thế thôi, đúng không? Còn trường hợp khác là gì? Xuất sắc, đúng không nhá? Rồi, như vậy là ta đã định nghĩa xong cái phần cơ bản, đúng không nhỉ? Tiếp theo chúng ta, các bạn chú ý ở đây ta có một cái quan trọng nữa này, là ở trong phần này ta có gì? Có phần thưởng, đúng không nhỉ? Thì bạn sẽ ghi ở đây là gì? Viết một thứ là có phần thưởng, đúng không? Public này, boolean, đúng không? Là gì? Có phần thưởng, đúng không? Y phần thưởng, đúng không? Thì trường hợp nào có phần thưởng? Ví dụ nó trên 8 thì có phần thưởng, đúng không? Trên học sinh giỏi có phần thưởng, ta có return này mà zip mà chấm gì, mark mà lớn mấy,
lớn hơn hoặc bằng gì 8 thì mới cho nó phần thưởng cộng thôi. Ok, đó là trạng thái có gì, có phần thưởng. Cái phần này nó gọi là gì, định nghĩa class student đúng không? Định nghĩa class, định nghĩa student, định nghĩa class student trong JavaScript. Rồi ok, đó là cái nội dung của bạn.